Thưa quý vị, nhận thức được những tác động tiêu cực của việc Ủy ban châu Âu áp dụng thẻ vàng với ngành thủy sản. Trong những năm qua, hầu hết ngư dân các tỉnh thành trong khu vực miền Trung đều đã có những chuyển biến trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Không vì nguồn lợi mà vi phạm vùng biển nước ngoài, bật thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ là cách ngư dân thực hiện để cùng với các cấp các ngành chung tay tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Tuân thủ nghiêm việc khai báo khi tàu xuất nhập, nộp nhật ký khai thác ngay sau khi cho tàu cập cảng, giờ đây đã trở thành thói quen của ngư dân này. Bởi trong những năm gần đây, dù đưa tàu về bất cứ cảng cá nào, ông cũng phải thực hiện những việc này mới có thể đưa cá lên bờ. Đi biển thì mình mở giám sát hành trình 24/24, mở liên tục, không được không tác. Nhật ký thì mình đánh mẹ nào thì mình đi mẹ nấy. Rồi vô chứ không thờ vô, mấy ông cũng làm khó lắm, mấy ông trộm, mấy ông cặn có rồi ông làm khó lắm, ông theo dõi, xí. Việc các cảng cá trên cả nước đều đã siết chặt công tác quản lý tàu thuyền ra vào, cũng như kiểm tra chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển, đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của ngư dân. Nếu như ban đầu bà con thấy việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký là khá phiền phức, thì nay đã trở thành việc không thể quên, vì khi được chứng nhận nguồn gốc thì hải sản bán được giá cao hơn. Có lại là con cá của mình là có nguồn gốc đánh ở vị trí nào, là vì vậy sao mình về mình bán là xuất khẩu là được giá hơn mình đánh bắt không có nguồn rõ gốc thì sẽ đánh. Có chủ tàu, có thuyền trưởng về việc chấp hành ghi nộp nhật ký khai thác cũng như là duy trì cái thiết bị giám sát hành trình khi khai thác trên biển thì tương đối tốt. Thì đến thời điểm hiện nay thì hầu hết thì bà con ngư dân khi vào cảng thì đều phải nộp nhật ký khai thác cho ban quản lý. Ghi chép nhật ký khai thác thì từng bước người dân cũng đã nhận thức được và hiểu được các quy định từng cái loại nghề để ghi sát với thực tiễn và đối chiếu qua cái sổ sách qua cái thực tiễn thì tương đối trùng khớp. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thời gian qua nhiều địa phương cũng thường xuyên đồng hành với bà con trong những chuyến vươn khơi thông qua thiết bị này. Từ đó giúp bà con hạn chế được vi phạm khi thiết bị gặp sự cố trên biển do những yếu tố khách quan mang lại. Thường xuyên chúng tôi giám sát cái hành trình của bà con. Và nếu như có cái tắc bái hành trình thì chúng tôi sẽ tiếp cận ngay bà con ở nhà để liên lạc và hỗ trợ bà con làm sao nó không có vi phạm theo cái quy định của nhà nước. Từ thay đổi về nhận thức đến hành vi của bà con ngư dân khi hành nghề trên biển đã và đang góp phần không nhỏ trong việc cùng các cấp, các ngành tiến sát mục tiêu gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản của Việt Nam.